Khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 8, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần cầu vượt Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện một cô gái chạy xe máy chở chiếc loa kẹo kéo phía sau. Sau khi tới một quán nhậu, cô gái tấp xe vào, mở nhạc rất to rồi đứng hẳn ra giữa đường bắt đầu màn biểu diễn. Ban đầu chỉ là những màn ngậm dầu phun lửa, nuốt lửa. Nhưng sau đó, cô gái cầm trên tay chai dầu 1,5 lít đứng giữa làn đường dành cho xe máy đổ dầu thành một vòng tròn rồi chui vào trong đốt lửa, nhảy nhót trên nền nhạc. Vòng lửa cháy rất to, khói bốc lên khét lẹt giữa đường khiến nhiều người qua lại phải đứng khựng hoặc nép sát vào giải phân cách để đi qua. Nhiều người đi đường còn bày tỏ lo lắng, sợ bị bỏng và lửa bén vào xe, mất an toàn giao thông. Hay ngồi ở quán ăn trên trục đường Phạm Văn Đồng, anh Phúc cho biết cô gái này thường xuyên xuất hiện vào buổi tối và dừng trước các quán nhậu trên tuyến đường này để biểu diễn. Sau khi biểu diễn, người này sẽ đem bánh tới bán. Thương người mưu sinh vất vả, nhưng kiếm tiền kiểu này nguy hiểm quá. Không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà việc đốt lửa giữa đường còn gây mất an toàn giao thông, không khéo còn khiến người khác bị bỏng.